được luôn kìa. Vậy là có duyên lắm luôn á. Wow, diễn viên nữ mang đồ gì sexy dữ vậy? Anh tiếc không được gì. Anh tiếc bấm điện thoại đây. Mọi người đã quay trở lại với channel TPTV của mình. Hôm nay mình sẽ reaction một siêu phẩm của anh Andy. Bài này có tên là Mãi mãi sẽ hết vào ngày mai. Trước khi vào xem clip thì mình có một cái thử thách nho nhỏ dành cho tất cả các bạn đang xem clip này. Đó là trong vòng 5 giây mọi người hãy bấm like và subscribe cho mình. 1 minute 37 seconds later. Thử thách rất là dễ đúng không nào? Ok, bây giờ mình sẽ vào xem clip liền đây. Wow, một khung cảnh rất là thơ mộng. Hữu Khương nè, xinh trai vậy. Tấm ảnh hả? Đừng nói sẽ yêu, chọn một kia. Vì mình đâu biết mai sẽ xa sao. Câu này đúng thật sự luôn. Thật mau thì chắc gì ta sẽ yêu thật lâu. Đừng nói cùng anh. Nghe buồn nhờ. Trùng khơi tận cùng thế giới rồi lỡ nơi chân trời. Mình lạc mất nhau người ơi. Vì những lời hứa mà ta chẳng thể xưa. Yêu thôi, đừng nói những lời phù phiếm. Thôi, nghe nhạc buồn mà sao mình nổi hết cả da gà ta. Vì ngày dài trôi qua rất nhanh. Nụ cười, các bạn thấy cái nụ cười này không? Nụ cười này là nụ cười hạnh phúc thật sự luôn ấy. Kiểu con trai mà đâu phải cười. Ở trong kiểu đi với người mình yêu là kiểu lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, tình cảm, chân thành, thiết tha. Tiếc gì giờ. Thật sự luôn, nụ cười này đúng hạnh phúc và kiểu giống như là ở trong là con trai mà yêu là tất cả ở trong lòng mà. Còn ví dụ như là muốn bộc lộ ra là bộc lộ bằng hành động chứ không phải là bằng lời nói. Được. Được nắm tay với người mình yêu đi trên một con đường. Mọi thứ ta đã sẽ trở thành quá khứ. Hỡi người ơi. Wow, TikTok luôn. Vì cứ ngỡ ta đã yêu một đời. Vì sao đến hôm nay lại đổi. Thế này là nhớ lại quá khứ. Tình yêu có thể trả lời được không? Buồn nhờ. Duyên tình có thể vẹn đôi. Thì đi những cái con đường mà mình đã từng đi qua, từng nắm tay hạnh phúc, từng ngọt ngào với nhau, nhưng mà bây giờ nhìn lại chỉ còn một con mỗi mình thôi. Diễn viên nữ cũng xinh quá trời ha, xinh kiểu gọi là mặn mà ấy, chứ không phải là xinh kiểu baby. Liệu ta sẽ yêu trọn kiếp, trọn hơi thở. Yêu thôi, đừng nói những lời phù phiếm. Câu này hay nè, yêu thôi, đừng nói những lời phù phiếm. Hãy yêu nhau chân thành, vì ngày dài trôi qua rất nhanh. Hãy yêu nhau chân thành. Mọi thứ ta đã sẽ trở thành quá khứ. Hỡi người ơi, đâu nào ngỡ ta đã yêu một đời. Sao đến hôm nay lại đổi thay. Đà Lạt, Đà Lạt, Đà Lạt. Bây giờ tôi chưa đi Đà Lạt lần nào nhưng mà cái cảnh này quen lắm nè. Ai cũng phải có
chẳng có phép màu nào xưa khi bàn tay một chạy gì chạy gì uống gì. Được luôn kìa. Vậy là có duyên lắm luôn á. Wow. Diễn viên nữ. Mang đồ gì sexy dữ vậy? Anh tiếc không được gì. Anh tiếc bấm điện thoại đây. Ủa không mà diễn viên nữ mang đồ sexy quá à. Tôi nhìn tôi còn nhưng mà sao biết chị này ở đây, đứng ở đây chờ mà ông này chạy tới rồi. Wow. Đưa một cái hộp và có một cái bức ảnh. Ủa sao tan biến theo mây rồi? Hay là chị này bị tai nạn mất rồi hay là gì đấy? Damn! Đúng không ta? Chứ làm sao mà có thể tan biến như thế được. Rồi kiểu ông này sẽ kiểu là bị đau khổ. Rồi một mình lẻ loi đi những con đường mà hai người này đã từng đi qua. Buồn. Hoặc là bà này đã đi xa rồi. Mãi mãi sẽ hết vào ngày mai. Đúng, cái đề này cũng có nhiều ý nghĩa quá ha. Có còn khúc sau không ta? Hết rồi. Đúng là chúng ta nên trân trọng những gì mà đang có. Giống như là tôi sẽ dạ thôi, thì nói chung là cái có mấy cái câu hay thực sự luôn ấy. Rồi, có cái câu gì mà yêu thôi, cái gì nhau chân thành gì đó. Cái câu thôi đừng yêu quá hả? Không phải. Thôi đừng yêu quá hả? Không phải. Yêu thôi, đừng nói những lời phù phiếm. Cái khúc này đúng hay luôn. Hãy yêu nhau chân thành, vì ngày dài trôi rất nhanh. Đó. Thật sự MV này xuất sắc dễ sợ. Nhưng mà mình đang kiểu thắc mắc chị đó bị gì thôi. Thì nói chung là MV này ông này lẻ loi một mình đi qua những cái con đường mà hai người đã từng đi qua. Nói chung là MV này cũng được. Ông này toàn ra mấy bài hit không à. Để mình đọc comment xem. Cả nhà thấy cuối MV có gì không ạ? À? Cuối MV có gì vậy? Cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây nhé, hi hi. Nè quá đáng rồi nè. Tiền tôi chẹo cổ. Tiền tôi chữa trị chẹo cổ là của anh là 300.000. Thôi kỳ quá. Quá đáng thiệt chứ. Còn công mình ra đây nữa chứ. Cả nhà thấy của MV có gì không mới ghê chứ. Hát tuyệt, diễn viên quá xuất sắc. Có anh Hữu Khương là quá thích luôn. View Đà Lạt thì đẹp khỏi nói. Những thứ đã tạo nên một cái MV tuyệt vời mà ta đang coi nè. Bài này MV đẹp, Hữu Khương trông khác quá hả? Tại vì các bạn biết sao mình biết Hữu Khương không? Tại mình có xem phim của ảnh đóng. Xuất sắc. Nhạc của Andy là nhạc của tuổi thanh xuân. Suýt nữa thì một phút mãi mãi hết vào ngày mai. Nói chung là giọng Andy thì khỏi bàn rồi. Mình thích ảnh từ lúc bài một phút cơ. Mơ chia tay tình đầu 6 năm mà nghe trúng bài của anh. Mơ chia tay tình đầu 6 năm mà nghe trúng bài của anh. Mà thật sự nha, mới đầu vô nghe nhạc buồn. Tôi biết bài này là buồn tại vì nhạc ổng toàn nhạc buồn không mà. Xong rồi tôi vừa mới nghe khúc đầu vô thôi là đã thấy kiểu rợn tóc gáy rồi, kiểu như là kiểu bay bổng vậy đó ba. Thì nói chung là du dương theo tiếng nhạc của anh thôi. Ok, clip reaction của mình tới đây là kết thúc. Mọi người nhớ vào xem thử clip đây nha. Một tuyệt phẩm đấy. Bye bye. Nếu mọi người muốn mình reaction những clip nào khác thì có thể comment ở phía dưới cho mình biết. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bye bye.